top 10 phát minh thú vị nhất trên thế giới. Thưa quý vị, cuộc sống ngày càng phát triển, khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ và cho ra nhiều phát minh vĩ đại. Tuy nhiên, có những phát minh cực kỳ thú vị cũng đã được tạo ra bằng sự khéo léo và sáng tạo của con người. Hãy cùng Daily AZ tìm hiểu xem đó là những phát minh nào nhé. Số 10. Ngăn cầu thang để giày. Bạn nghĩ gì về ý tưởng độc đáo này? Việc tạo ra những cái ngăn dưới sàn cầu thang để giày dép sẽ giúp tiết kiệm kha khá cho gian nhà bạn. Giày dép cũng được bảo quản kín đáo và cẩn thận. Số 9. Quạt đồ ăn. Bạn cứ việc ăn, còn việc thổi nguội thức ăn là trách nhiệm của chiếc quạt mini gắn trên đôi đũa này. Số 8. Cà vạt đa năng. Chiếc cà vạt này sẽ giúp bạn đựng được vô số thứ hữu ích bên người. Số 7. Giày QR. Tại Hàn Quốc, người ta đã giới thiệu một mẫu giày trẻ em vô cùng độc đáo, có in mã QR trên đó. Trong giày này có chứa các thông tin cơ bản về một đứa trẻ. Sự tiện nghi này sẽ giúp ích cho những cha mẹ trong trường hợp có con bị lạc. Số 6. Giày có ổ đĩa. Loại giày dành riêng cho những người thích nghe nhạc khi chạy bộ. Một bộ đĩa mini đã được gắn trong giày một cách khéo léo, thậm chí có cả nút chỉnh âm lượng to nhỏ khi bạn bật nhạc. Số 5. Gương 3D. Gương 3D ra mắt vào năm 2016, không chỉ là tấm gương phản chiếu bình thường mà còn đem lại nhiều lợi ích cho con người. Chiếc gương 3D được trang bị máy quét, camera, thiết bị cảm biến có tác dụng kiểm tra sức khỏe cho người soi nó, phân tích những đường nét và trạng thái trên khuôn mặt bạn để chẩn đoán tình trạng người dùng. Số 4. Gối sách vải Disney. Loại gối sách vải Disney độc đáo này vừa dùng làm sách vải cho bé học và chơi, vừa là một chiếc gối cho bé gối đầu, hoặc có thể vừa là một chiếc gối để bé ôm khi ngủ. Số 3. Tai nghe cho cúng. Người Mỹ lại phát minh ra một loại tai nghe độc đáo dành cho cúng cưng. Tuy nhiên, trong thực tế, chiếc tai nghe to hoàn toàn không phát ra âm thanh mà chỉ để tránh bụi cho thú cưng nhà bạn mà thôi. Số 2. Giày tự rung báo giá cổ phiếu. Các nhà nghiên cứu tại National ICT của Australia đã thiết kế thành công loại giày đặc biệt, có khả năng thông báo cho người sử dụng về sự chuyển động của giá cổ phiếu. Trong khi giá cổ phiếu lên hoặc xuống, máy tính chủ sẽ xử lý các thông tin tiếp nhận và báo hiệu bằng cách kích hoạt vào bộ phận gây rung gắn trong giày. Số 1. Đồng hồ siêu báo thức. Chiếc đồng hồ siêu báo thức ở Mỹ có tên gọi là Lucky đã được tung ra thị trường. Chiếc đồng hồ này phát ra những âm thanh rất chói tai. Điều đặc biệt là nó có khả năng di chuyển bằng bánh xe. Nếu bị tắt đi sau lần báo thức thứ nhất, Lucky sẽ tự di chuyển ra chỗ khác và tiếp tục vang lên inh ỏi. Bạn chắc chắn sẽ thức dậy đúng giờ vào mỗi sáng nếu có chiếc đồng hồ này. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh của chúng tôi. Nếu bạn cảm thấy hay, mời bạn hãy like và share và không quên nhấn nút đăng ký ở bên dưới để cập nhật những video mới nhất từ kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.